谁给我把关这天命？谁一再犯错没旁证？残忍到没一丝表情，用翻版真诚掩眼睛。若最后成败掌握在一瞬间，尽快地行动找真相，没时间。是这份默契，热血共承担走过关。若破绽情意消失在一秒间，极细极微妙都不信看流眼。渡过着难关，造就美丽人生，成为绝版。Chị hai à, hôm nay là chủ nhật đó, chị có thể sau 10 giờ mới tạo tiếng ồn được không? Thì đó là bữa yên lặng đi. Xin chào sư phụ. Sao sớm vậy? Vẫn còn hút bụi hả? Hôm nay 28 Tết sao? Chỉ có 28 Tết mới tổng vệ sinh sao? Vậy còn đợi tới lễ Giáng sinh rồi mới ăn cơm đi. Nhưng mà không sao đâu, bình thường chúng ta cũng muốn người làm tới đây làm mà. Bây giờ chú Bưu ở đây á, ảnh hút bụi, đỡ tốn tiền đó. Ờ thì đó, người làm đâu có sạch bằng tôi, cho nên là không cần tính tiền. Ngày nào chú Bưu cũng tới hút nha. Ê, hàng ngày thì không có được đâu. Chị hai à, chị cũng đâu cần sai người ta làm vậy. Chị đâu có kêu ảnh làm, ảnh tự nguyện mà. Bưu Bưu, anh nói đi, em có kêu anh làm không? Thật ra thì không, cậu cũng không nên nói chị cậu như vậy đâu. Cậu đúng là hèn hạ rác rửa bùn nhơ. Trời ơi, chị hai, anh chửi nè, em kìa. Anh không nên nói em của em như vậy chứ. Thật ra cậu cũng đạo mạo đa tài lắm, làn da cũng mạnh khỏe, gan cũng tốt. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh Bưu đã mua điểm tâm cho hai người rồi. Mau đi rửa mặt đánh răng ăn đi. Đánh răng? Để tôi đi toilet trước cho. Nè, thôi đi, thôi đi. Nè, không có thúi đâu. Bưu Bưu, điện thoại của anh mới reo kìa. Thôi cứ mặc kệ đi, có chuyện quan trọng sẽ gọi cho anh liền mà. Ừ. Lại kêu nữa kìa. Mặc kệ đi. Thôi, để em lấy cho anh. Ai vậy? Không, Lily thôi mà. Ờ, người đó càng không cần quan tâm tới. Anh cứ trả lời cổ đi. Cổ nói, Bưu Bưu à, anh có nhớ đường vào nhà thờ ở Vịnh Du Cảnh không? Chỗ có khung cảnh rất lãng mạn đó. Chỗ mà lúc trước hai chúng ta thường hay đến đó. Chẳng phải anh nói với em, anh và Lily chỉ là bạn trung học bình thường sao? Bạn trung học bình thường lại lặn lội đường xa tới Vịnh Du Cảnh ngắm nhà thờ lãng mạn như vậy sao? Hả? Hả? Em nhớ ra rồi, hình như kế bên nhà thờ đó có một nhà hàng nữa. Hình như nhà hàng đó thường xuyên ưu đãi giảm giá 10% cho tình nhân. Không biết lúc trước có phải vậy không? Hả? Lúc trước thì không có. Nói, anh và Lily có quan hệ gì? Thì là bạn trung học thôi. Em cho anh nói lần nữa. Đúng là lúc trước có quen nhau mấy năm. Tại sao lại gạt em chứ? Thực tình là cách đây đã lâu lắm rồi mà. Với lại bản thân của anh cũng không có muốn nhắc lại. Không muốn nhắc? Không muốn nhắc sao anh lại liên lạc với cổ? Không muốn nhắc sao anh thường xuyên tới nhà cổ sửa máy tính? Không muốn nhắc sao thường xuyên mua chung với cổ? Anh không có thường xuyên. Thật ra bạn bè bình thường cho anh giúp đỡ, đa phần anh đều giúp mà. Chẳng phải em rất thích tính đó của anh sao? Em nói mấy anh chàng trong phim hàng, cho dù nhân vật nữ không quen với anh ta đều âm thầm che chở cổ rất lãng mạn, không phải hay sao? Phải. Có người đàn ông âm thầm che chở cho mình đương nhiên cảm thấy lãng mạn. Nhưng mà vấn đề là người đàn ông đó đã yêu cô gái khác rồi. Đó không phải là che chở mà là bắt cá hai tay đó. Anh thật không có mà An An. Anh tìm Lily của anh đi. Ôi nè. Nè An An. Lần này sư phụ nguy to rồi. Phi Phi, cháu cô nè,
Cảm ơn. Xin lỗi cha, không làm cô giật mình chứ. Tình cờ vậy. À, tôi nhớ cô từng nói cuối tuần đều tới đây giặt đồ. Tôi cố tình tới tìm cô đó. Hả? Lần trước chúng ta đã nói rõ lắm rồi mà phải không? Phải, cô đã nói rất rõ rồi, tôi cũng đã tiếp thu hết rồi. Nhưng mà tôi còn chuyện muốn nói với cô. À, đó là cảm xúc của cá nhân tôi. Tôi không muốn gạt bản thân của mình, cũng không muốn gạt cô. Tôi vẫn rất yêu cô đó. Nhưng cô không cần coi đó là gánh nặng đâu. Cô có thể tiếp tục yêu Keo, thậm chí muốn tôi giúp cô cũng được nữa. Không được. Làm vậy không được đâu mà. Yêu một người nhiều khi không nhất thiết phải chiếm hữu người đó. Thấy người đó hạnh phúc, bản thân cũng hạnh phúc. Vậy là tôi cũng muốn cô với Keo vui vẻ mà. Chúng ta tiếp tục là bạn thân. Anh đúng là tốt thiệt đó. Ai kêu Keo là anh em của tôi, thua cậu ta tâm phục khẩu phục. Đỡ hơn không biết bản thân mình đang yêu ai. Nhưng mà thôi bỏ đi. Keo đã từ chối tôi thẳng thừng rồi. Giờ tôi chỉ hy vọng là đôi bên có thể tiếp tục làm bạn thân. Ơi, thằng quỷ Keo này đúng là dạng chậm chạp cực kỳ. Nhưng cô tin tôi đi, tôi cảm thấy nó có tình cảm với cô. Tại bản thân nó không biết thôi. Thật sao? Cũng như câu phù sa không chảy vào ruộng người, tôi sẽ giúp cô tạo cơ hội để hai người quen nhau. Nhưng mà nếu trong khoảng thời gian này cô cảm thấy tôi tốt hơn Keo, cô quay lại yêu tôi á, tôi chấp nhận liền đó. Nói chơi thôi. Quay lại vấn đề trước đi. Tôi cảm thấy bước thứ nhất trong kế hoạch của chúng ta là làm cho Keo có cảm giác rung động với cô. Cảm giác rung động hả? Cô còn nhớ lần đầu tiên cô có cảm giác rung động là khi nào? Đối phương đã làm gì cho cô? Khoan đã. Nhưng mà con trai và con gái rất là khác nhau đó. Anh hỏi tôi hay là anh tự hỏi lại mình đi? Cũng phải. Cuối tuần Keo sẽ xuất phát từ Bắc Giác, thông qua vịnh Cá Vàng chạy tới vịnh Rái Cá, sau đó quay lại theo đường cũ. Đi về độ khoảng 10 km, cậu ta đã quen trước khi xuất phát, ném đại túi cá nhân, quay lại mới lấy về. Nè, sao anh đổ hết đồ của anh ra vậy hả? Trong đó không phải chỉ có khăn lông, khăn giấy, chai nước hay sao? Có gì đặc biệt đâu chứ? Đặc biệt nhất không phải cái đó đâu, là cái này nè. Cô còn nhớ cái ngày trước khi thi không vậy? Tôi thức đêm ôn bài, sau đó cảm thấy lạnh và còn ngất xỉu nữa. Chính cô... Cố lên nha, cho anh nè. Hôm đó hậu quan nữ thần sau lưng của cô á, tôi dám khẳng định người thiệt số mệnh ăn bài chính là cô. Ok, tôi hiểu cảm giác rung động của anh là gì rồi ha. Nhưng mà liên quan gì tới chuyện hôm nay chúng ta tới đây hả? Cứ cách 3 phút Keo là chạy 1 km. Hôm nay nhiệt độ là 18 độ, tương đương là 50% độ ẩm. Cảnh báo quá quả màu đỏ là... Ok, nói cái chính đi chứ. Cái chính đó là 35 phút sau Keo sẽ quay lại chỗ này. Trong tình huống vừa khô hành vừa mệt vừa cắt nước này, chỉ cần cô xuất hiện thì... Keo! Ngừng lại đi. Tức là
là anh cảm thấy sẽ giống như chúng ta nghĩ sao? Đúng rồi, lần này nhất định có thể trả đôi khúc gỗ KO này đó. Lát nữa cô đứng đằng kia nha. Bây giờ ngự sáng hết rồi, hãy cô bước tới, hào quang nữ thần sẽ xuất hiện liền. Chuẩn bị, hành động. KO. Cảm ơn nhiều nha. Sao cô lại tình cờ ở đây vậy Phi Phi? Cũng may là cô ở đây. Túi của tôi đâu mất rồi, khát chết đi được, thiệt tình. Vậy sao? Nè, cậu uống xong thôi sao? Tôi không thấy có hào quang sao? Mặt trời còn chưa xuống núi, có ánh sáng cũng bình thường thôi. Nè, sao cậu ở đây vậy? Nè, con chạy bộ vừa xong vừa mới vừa khát nước. Phi Phi giống như ốc đảo giữa sa mạc vậy đó. Cậu không có cảm giác sao? Có. Đúng là may mắn lắm đó. Cảm ơn nha, cảm ơn chai nước của cô nhiều. Cậu thực sự không phản ứng, không biết hiện gì sao? Chai nước nhiều tiền vậy, để tôi trả cô. Không cần đâu, tôi mời anh uống đó. Không được đâu. Hay là như vậy, sáng mai tôi mời cô uống trà sữa. Nè, tôi chạy thêm vòng nha, sáng mai đi làm gặp. Tôi bỏ quên cái túi rồi. Về rồi sao? Cô hai. Wow, hai người đi đâu về vậy? Sao sàn nhà dính từng bịch dơ vậy chứ? Có lẽ là tình cờ sơ ý đi ngang vũng nước của công trường thôi. Đúng lúc vũng nước đó lại có đất cát nữa. Vậy thì hai người mau lau sạch lại đi. Còn nữa, chân tường bám bụi hết rồi kìa. Không sao đâu, chú Bù sẽ tới lau mà. Bản thân mình làm dơ đồ, làm ơn tự mình lau sạch lại được không? Chọc giận người ta thì phải chủ động năn nỉ người ta, đừng có giống như ai đó vậy, không biết làm gì hết. Biết rồi, bị chị nói như vậy xém chút nữa quên mất. Nè, sư phụ nói tặng cho chị đó. Cái gì vậy? Không biết nữa, nhưng mà anh căn dặn kỹ lưỡng, kêu em nhất định phải đích thân đưa tận tay cho chị nè. Ấy cha, có bộ là đồ tốt đó nha, vật trọng tình cũng trọng luôn. Chú Bu đúng là đàn ông tốt, đáng học hỏi lắm đó. Nếu như đúng là có lòng thì cần phải tự mình tới đây tặng mới đúng. Còn nữa, anh lại căn dặn em kỹ lưỡng thêm một lần nữa, trong đó có tấm thiệp, còn nói không gặp không về đó. Cảm ơn. Tặng cho em nè. Hôm nay em đẹp lắm đó. Mỗi khi em cũng đẹp nữa. Hôm nay đặc biệt đẹp hơn. Và khăn choàng cũng rất hợp với em nữa. Khăn choàng này do anh tặng, tức là anh tự khen bản thân mình có tầm nhìn. Anh có tầm nhìn nhất cũng là chọn em làm bạn gái thôi mà. Nhà hàng này cũng được lắm. Anh biết em thích mà, anh dùng hết mối quan hệ mới đạt được đó. Nhưng mà vậy, anh đừng tưởng làm vậy em sẽ không giận anh nữa. Anh đương nhiên không có trẻ con như vậy rồi. Anh có chuẩn bị cái này nữa nè. Hy vọng là em đón nhận.
An An à, hy vọng em nhận lời xin lỗi của anh. Cộng thêm 15 cành hoa hồng này nữa, chứng tỏ anh hết lòng xin lỗi rồi. Mong em tha thứ cho anh nha. Anh có thành ý lắm đó. Anh và Lily thật sự chỉ có quan hệ bạn học cũ thôi, không có còn cảm giác nữa. Em đừng có giận nha. Cùng lắm từ nay tất cả mọi chuyện anh đều nói thật với em hết. Vậy anh thành thật đến vậy sao? Tại sao anh và Lily lại chia tay vậy? Thật ra ban đầu cũng không có định chia tay đâu. Anh còn định cầu hôn với cổ nữa, nhưng cổ chia tay với anh cũng vì bị ép buộc thôi. Anh và người ta quen nhau một thời gian thì cầu hôn sao? Bởi vì đôi bên thật sự rất hợp, lại hợp nhau, còn hiểu ý nhau nữa, thực sự giống như thần giao cách cảm gì đó. Cộng thêm còn là bạn học chung tiểu học nữa đó. Có nghĩa là thanh